Cách mua đồng hồ cũ trên Mercari hàng chuẩn nội địa Nhật ship về Việt Nam, mua đồng hồ cũ Mercari Nhật Bản ngày càng được quan tâm. Mercari được đánh giá là ông vua chuyên buôn bán những mặt hàng cũ Nhật Bản. Đây là website chỉ hoạt động cho người dân Nhật Bản nhưng số lượng người mua cực kỳ đông đảo. Mặc dù là hàng cũ nhưng Mercari luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất. Dù là các món đồng hồ cũ nhưng chất lượng của chúng vẫn cực kỳ tốt. Cách mua đồng hồ cũ trên Mercari hàng chuẩn nội địa Nhật ship về Việt Nam như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Tìm hiểu qua về Mercari Japan. Một trong những nguồn hàng second hand Nhật Bản không thể bỏ qua chính là Mercari. Được biết đến với trang web chính thức HTTPS www.meacai.com gạch chéo JP gạch chéo cho phép chúng ta lựa chọn hàng ngàn các sản phẩm đã qua sử dụng với giá cả hấp dẫn mặc dù hàng không còn mới nhưng chất lượng sử dụng phải nói là sánh ngang với hàng mới nếu bạn yêu thích hàng nhật bãi thì mercari chính là nơi lý tưởng để bạn chọn mua hàng mercari được coi là khu chợ trời khổng lồ với vô vàn mặt hàng cũ cũ mà chất lượng thì khỏi phải bàn ạ à. tại mercari luôn đặt lợi ích của người mua hàng lên hàng đầu do đó nếu thấy sản phẩm nhận được không giống ban đầu bạn hoàn toàn có thể khiếu nại với hệ thống để xin hoàn lại tiền Hãy yên tâm khi mua sản phẩm trên Mercari bạn nhé, cách mua đồng hồ bãi nhật trên trang Mercari Nhật Bản. 1. Chúng ta thường gặp khó khăn gì khi tự mua hàng trên Mercari từ Việt Nam? Hầu như không thể mua sắm sản phẩm của Mercari khi bạn không sống ở Nhật Bản. Bởi nền tảng Mercari chỉ dành riêng cho những người sống ở Nhật Bản. Do đó, Mercari hy vọng tất cả người bán và người mua chỉ cư trú tại Nhật Bản khi đăng ký tài khoản mua hàng mercari sẽ yêu cầu địa chỉ tại nhật của bạn và phương thức thanh toán không có thông tin này bạn sẽ không thể giao dịch trên mercari phần lớn người bán hàng trên mercari là cá nhân bán sản phẩm đều là hàng đã qua sử dụng với chính sách xuất khẩu nghiêm ngặt của nhật bản họ không cho phép bán các hàng hóa đã qua sử dụng ra nước ngoài thêm vào đó mercari không hỗ trợ ship hàng ra nước ngoài đây là lý do vì sao bạn nên sử dụng dịch vụ mua hàng trên mercari được cung cấp bởi shop nhật việt tất cả những điều bạn cần chỉ là tìm kiếm sản phẩm và gửi link mua hàng mọi vấn đề về xử lý đơn hàng hậu cần phía sau đơn hàng sẽ do công ty dịch vụ này đảm nhận shop nhật việt chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ order amazon gp auction yahoo rakuten mercari liên hệ ngay qua hotline 0983-1315.28 để mua hàng. Với chế độ bảo hành tốt, giá cả hợp lý đảm bảo khách hàng luôn luôn hài lòng. 2. Dịch vụ order, mua hộ trên Mercari nhanh nhất, giá tốt nhất thị trường của shop Nhật Việt. Đây là một trong những hình thức được đông đảo khách hàng sử dụng bởi với chi phí thấp, thời gian nhanh chóng, mọi thủ tục mua hàng, thanh toán và vận chuyển hàng về Việt Nam đều được đơn vị mua hộ thực hiện, bạn chỉ cần ngồi tại nhà và chờ nhận hàng tại Việt Nam phẩy chấm. Để sử dụng dịch vụ mua hộ hàng trên Mercari của chúng tôi, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau đây. Bước 1. Truy cập vào website Mercari Nhật Bản. Đầu tiên, bạn cần truy cập vào website Mercari Nhật Bản theo đường link https www mercari com gạch chéo jp gạch chéo. Bước 2. Tìm kiếm sản phẩm cần mua trên Mercari. Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm cần mua theo gợi ý tại trang chủ Mercari. Bạn cũng có thể tìm kiếm sản phẩm trên thanh tìm kiếm ở đầu trang. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm sản phẩm theo danh mục bên trái website Mercari. Phẩy chấm. Một lưu ý nhỏ là vì website Mercari chỉ sử dụng tiếng Nhật, bạn nên chọn chức năng dịch trên trình duyệt web để hỗ trợ tìm kiếm và đọc hiểu thông tin. Bước 3. Gửi yêu cầu mua hàng. Khi bạn đã chọn được sản phẩm cần mua trên Mercari, tiếp theo bạn hãy gửi link sản phẩm cần mua cho shop Nhật Việt. Copy đường link sản phẩm và gửi cho chúng tôi theo các cách dưới đây. Một, Gửi link vào mail sopnsatviet.com a gmail.com. 2. Chat Facebook với shop theo link sau, fb.com gạch chéo oadeisangnsatban. 3. Đặt hàng online tại sopnsatviet.com gạch chéo datsang. 4. Gọi điện cho shop qua hotline 0983-1315.28 hoặc chat Fiber, Zalo. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, chúng tôi sẽ tư vấn phí giao dịch, thời gian và cách thức thanh toán, nhận hàng chi tiết cho bạn, bước 4, thanh toán tạm ứng. Thực hiện thanh toán tạm ứng tối thiểu 50% cho đơn hàng bằng hình thức chuyển khoản hoặc trả tiền mặt tại văn phòng. Khách hàng sẽ xác nhận đơn hàng để shop Nhật Việt mua hàng giúp bạn. Việc còn lại của bạn là chờ nhận hàng tại Việt Nam sau 9 tháng 12 ngày xử lý đơn hàng. Bước 5, tất toán và nhận hàng tại Việt Nam sau khi hàng về việt nam khách hàng thực hiện tất toán các chi phí còn lại và nhận hàng tận nhà tại việt nam